Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp An Tâm. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác hai bản xe đạp đua với thiết kế là full carbon rất là cao cấp đến từ nhà Sava nha. Và bản đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác đây thì sẽ là Sava X9 phiên bản 2. Bản này thì ngày trước nó là bản giới hạn luôn đấy ạ, cả nước chỉ có 60 con thôi. Thế nên là lần trước bác nào đã ưng ý cái bản xe này rồi mà chưa sở hữu được em nó thì ngay bây giờ đã có em nó ở đây rồi. Thì bác nào ưng ý thì hãy alo trực tiếp em để có thể được lên đơn thành công nha. Và lần này về số lượng cũng rất là ít thôi, thế nên là các bác phải thật là nhanh tay đấy ạ. Thì con này thì hiện tại cũng đang về cả hai size 44 và 47 để cho các bác có thể lựa chọn. Size 44 thì em đang còn đủ màu, size 47 thì em đang còn đỏ này, đen và bạc để cho các bác có thể lựa chọn nha. Thì bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác để các bác nếu bác nào chưa nắm rõ được về cấu hình thì có thể qua video của em tham khảo nha. Thì thiết kế của Sava X9 bản 2 thì sẽ được thiết kế full carbon Torite 800, một chất liệu rất là đẳng cấp đây các bác. Trọng lượng xe chỉ có 9kg thôi, rất là nhẹ đấy ạ. Đó, dây cũng sẽ được thiết kế đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Các bác nhìn xe cực kỳ gọn và rất là tinh tế luôn đúng không ạ? Xe được thiết kế theo dáng khí động học rồi các bác ơi. Các bác đi xe thì sẽ giảm được lực cản tối đa của gió để các bác sẽ đạt được tốc độ cao hơn nha. Tay đè của xe thì sẽ được trang bị các bác là tay đè lắc với hai phần lưỡi gà to lên số này, lưỡi gà nhỏ xuống số và tích hợp cùng phanh luôn. Phanh của bản này cũng đã rất là cao cấp và cực kỳ nhẹ rồi các bác ơi. Đó, để các bác đi xe các bác thao tác thì sẽ nhanh hơn nha. Phanh thì rất là nhẹ rồi, phanh thì sẽ là phanh đĩa củ dầu chính hãng đến từ bản này thì sẽ sử dụng là phanh đĩa củ dầu nha các bác ơi, rất là nhẹ này, đảm bảo cái độ chính xác cũng như là cái độ cao cấp cho các bác về cái bản phanh nhá. Bánh trước sau của con này thì sẽ sử dụng là cốt trục rất là to và rất là khỏe luôn các bác ạ. Vành thì sẽ sử dụng là vành carbon 5 xăng chính hãng đến từ Sava. Con này carbon vành của nó thì sẽ là carbon nhám như này, nhìn xe nó sẽ sang và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Lốp thì mang một bản lốp rất là lý tưởng, đó là lốp Continental Ultra Sport mang thông số là 700x25C. Với cái bản lốp 25C này đang được các bác sử dụng rất là rộng rãi và cái sự chính xác cũng như là cái độ trớn của nó rất là cao. Bản này thì đùm trước sau thì đều mang đùm nhôm chính hãng đến từ nhà Shimano nha. Nếu bác nào mà ưa thích những cái dòng xe đạp cao cấp mà có cái bộ đùm chạy nó nhẹ nhàng, nó êm ái thì các bác không thể bỏ qua được các bản của Sava X9 rồi. Đó, đùm nhôm chính hãng Shimano nha các bác ơi. Bộ chuyển động xe thì sẽ có hai đĩa phía đằng trước này và 11 tầng líp thả phía đằng sau. Bi cũng đã sử dụng là bi bạc đạn toàn bộ rồi. Để các bác đi xe thì độ trớn sẽ cao này và ôm cua thì sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Đó, và bản này thì sẽ được trang bị cho các bác bộ chuyển động bao gồm là bộ đè này, đùi đĩa này, chuyển đĩa, chuyển líp và líp đến từ nhà Shimano 105R7000 đấy ạ. Rất là cao cấp luôn các bác ơi. Các bác nhìn líp của nó này, rất là sáng và cực kỳ sắc nét luôn. Quá ok luôn đúng không ạ? Em quay thử cho các bác về cái độ trớn của xe cũng như là độ nổ của đùm để các bác có thể tham khảo nhé. Đùm chạy rất là êm, độ trớn của xe cực kỳ cao luôn đấy các bác ạ. Em thử phanh luôn nha. Phanh thì vô cùng chính xác và cực kỳ là ăn ý luôn. Cái bản xe này thì size xe thì sẽ được in ở trên phần dòng đứng của xe đây các bác. Và một cái đặc điểm không thể thiếu của các bản xe cao cấp đến từ nhà Sava đó chính là UCI trên phần khung sườn cũng như là phần thuộc đằng trước của xe đấy ạ, chứng nhận về chất lượng cũng như là cái sự đẳng cấp của một bản xe đấy các bác. Trên phần khung sườn thì đã có vị trí bắt bình nước và bắt phụ kiện rồi, các bác có thể bắt hai bình nước này hoặc là một bình nước và phụ kiện khác như là bơm để có thể là tiện cho cái chuyến đạp xe của mình hơn. Và cái bản em đang lên cho các bác đây là màu đỏ size 44 và ngoài ra thì màu size 44 thì em đang còn đủ màu đấy ạ, còn size 47 thì em đang còn đỏ này, đen và bạc để cho các bác có thể lựa chọn. Yên xe thì sẽ là yên xe Kasan, rất là thể thao này. Bản này thì hiện tại bên nhà em vẫn đang đưa tới các bác với mức giá niêm yết từ công ty 25.500.000 đồng. Các bác mua xe bên nhà em thì luôn luôn là được miễn phí vận chuyển này, tặng kèm rất là nhiều phụ kiện xe và tặng kèm quà, đặc biệt chế độ bảo hành như công ty luôn cho các bác nha. Đó, 25.500.000 nha các bác, Sava X9 bản 2 luôn đấy ạ. Và bản xe thứ hai em giới thiệu cho các bác thì sẽ là một bản xe rất là cao cấp đến từ nhà Sava. Để bác nào mà bác có nhu cầu muốn mua xe trong phân khúc như thế này thì có thể tham khảo nhé. Dòng này thiết kế xe thì cực kỳ cao cấp luôn rồi và đang được công ty trợ giá rất là sâu các bác ạ. Hiện tại thì Sava đang tung ra những cái gọi là siêu phẩm của những cái dòng xe đạp đua luôn. Và với cái mức giá như vậy thì trên thị trường Sava là không có đối thủ được. Thế nên là bác nào đang có nhu cầu muốn mua xe trong phân khúc từ 20 đến 60 triệu thì không thể bỏ qua được các bản của Sava nha. Và đây là Sava X9 8170, một bản xe cực kỳ đẹp các bác ạ. Thiết kế xe cũng sẽ được làm hoàn toàn từ carbon Torite 800 và trọng lượng xe chỉ có 8,1kg thôi, rất là nhẹ các bác ơi. Đó, nước sơn của xe thì để sẵn sẽ được sơn cho các bác những cái nước sơn rất là cao cấp này. Đó, cực kỳ cao cấp, đảm bảo cái độ bóng này, độ đẹp cũng như là chống chảy xước xe rất là tốt. Con này là xanh ánh tím đổi màu nha các bác ơi. Màu này là cái màu ảo diệu cũng như là được các bác lựa chọn nhiều nhất trong tất cả các màu xe của Sava luôn ạ. Đó,
Dây được thiết kế đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Con này đã là một bản xe cao cấp rồi, thế nên là những chi tiết cắt gọt cũng như là những chi tiết của xe sẽ được rất là chỉn chu cũng như là vô cùng sắc nét các bác. Đó. Ghi đông cũng sẽ là ghi đông dáng đầu cá mập nha. Bản này thì bộ đè của nó thì sẽ sử dụng là bộ đè điện với hai phần nút ấn ở trên phần tay phanh như thế này. Để các bác đi xe để các bác điều chỉnh tốc độ này cũng như là thao tác thì rất là nhanh và cực kỳ nhẹ bén luôn, tăng tốc cực kỳ nhanh. Đấy, tay phanh thì cực kỳ nhẹ luôn các bác ơi. Bản này thì phanh trước và sau thì sẽ mang một bản phanh rất là cao cấp, đó là phanh dầu, phanh đĩa dầu Shimano Ultegra nha các bác ơi. Bánh trước sau mang cốt trục rất là to này. Vành thì cũng sẽ sử dụng là vành carbon 5 xăng, chính hãng đến từ nhà Sava, và carbon thì cũng sẽ là carbon nhám nha. Lốp Continental Ultra Sport này 700x25C, trước sau thì đều là đùm nhôm chính hãng Shimano cho các bác luôn ạ. Chuyển ở phía đằng sau thì em giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động nha. Bản Savic 98170 này thì là một bản xe sử dụng lốp điện đấy ạ. Các bác sang số sang lip thì sẽ sử dụng lốp điện ở đây nha. Thế nên là sang số sang lip rất là mượt mà này và cực kỳ là nhạy bén luôn. Với hai đĩa trước và 12 tầng lip thả phía đằng sau, bi cũng sẽ sử dụng toàn bộ là bi bạc đạn hết rồi và chạy cho các bác hoàn toàn chạy cho các bác group set Shimano Ultegra R8170DI2 nha. Đây để em có thể thử trực tiếp trên video cho các bác luôn. Con này các bác sang số sang lip bằng điện ở trên phần nút ấn ở trên phần tay phanh nhá. Thế nên là các bác sang số sang lip thì cực kỳ mượt luôn. Con này là đang bị chéo xích nha. Các bác đi thì các bác lưu ý giúp em là để xích nó, xích và lip thì nó sẽ song song nhau. Các bác đi xe thì nó sẽ không phát ra tiếng kêu và nó sẽ không hại xích nha. Các bác có thể nhìn thấy này, sang lip cực kỳ mượt mà và nhạy bén luôn. Xuống lip nha. Cực kỳ nhẹ bén luôn các bác ơi. Và bản này cũng sẽ là đùm của Shimano, nó là một bộ đùm nổ tương đối nha các bác. Đó, các bác có thể xem về độ trưởng của xe này, cực kỳ cao luôn. Xe chạy rất là êm, phanh cũng sẽ rất là ăn nha các bác. Thì vừa xong thì em cũng đã giới thiệu rất là chi tiết về cấu hình cũng như là thử cho các bác về cái độ nhẹ bén của cái bộ chuyển động của xe rồi. Và em đang giới thiệu cho các bác đây là size 47 và màu xanh ánh tím đổi màu. Và một cái đặc điểm không thể thiếu của các bản xe cao cấp đến từ nhà Sava đó là UCI trên phần khung sườn cũng như là phần phuộc đằng trước của xe đấy ạ. Và bản này hiện tại thì công ty đang đưa tới cho các bác một mức giá vô cùng ưu đãi với người tiêu dùng. Và bên nhà em thì luôn luôn bán theo giá niêm yết của công ty. Giá của bản này sẽ là 68.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu về mẫu xe thì có thể liên hệ trực tiếp với bên nhà em để có thể được tư vấn và lên đơn thành công nha. Như vừa xong thì em đã giới thiệu rất là chi tiết về hai mẫu xe rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Bác nào lần đầu vào kênh thì có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận được thông báo mới nhất về video cũng như là đường like của bên nhà em đăng tải nha. Bác nào yêu quý em, yêu quý kênh nhớ cho em xin những lượt like. Có nhu cầu muốn được lên video ở cái bản xe nào các bác để lại comment ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.